Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh youtube của em nhé Trong video ngày hôm nay có rất là nhiều anh em hỏi em về một số những cái mẫu ống nhòm à, Giá nó anh quanh đâu đó khoảng độ tầm 1 triệu hơn một tí à, để chúng ta chơi à, Nó có tầm 1 triệu 2 thì chúng ta có mẫu nào à, Ngoài e cây ra thì em có một cái phiên bản ống nhòm Penta các bác nhá Penta, chiếc này thì nó là một chiếc uh, hàng rất là đẹp đây Đấy, Em này thì nó là một chiếc uh, nói chung là để trong tủ kính thôi các bác ạ Còn rất là đẹp đây, Đấy, em này thì để trong tủ kính thôi các bác nhá Đó, nó gần như là Nó là một phiên bản hàng mới luôn đấy Đó, nó sẽ là make in China cho các bác này Em này thì mức giá em đang để cho anh em Là phiên bản Penta 8 x 25 Trường nhìn của em này là 6,2 độ nhá 8 x 25 mức giá của em này là 1 triệu 200 nghìn Nếu như mà anh em chú nào mà quan tâm Muốn mua trải nghiệm em này thì có thể liên hệ cho em nhá Đó, 8 x 25 Em này nhá, thật sự là nhỏ gọn cho các bác luôn Anh em nhìn này, trong lòng bàn tay nhá hộp có này túi có này nắp đậy có này và quay đeo có em này thì thân ống một gập gập nó không phải là gập ở giữa đâu các bác ạ nó là hai bên thôi gập hai bên như thế này và lấy nét vẫn là lấy nét ở giữa cho các bác nhé lấy nét ở giữa và em này thì sẽ nhìn ở cốc mắt này Đó cốc mắt cốc mắt ở trên này các bác nhé cốc mắt ở trên này và sẽ có nắp đậy ở bên trên mắt trên cho cho chúng ta nhé Đấy, mức giá là 1 triệu 2 bao ship và bảo hành cho các bác chú là 2 năm cho em chiếc này Thật sự là chiếc này thì nhỏ gọn cực kỳ luôn Đấy, em này này, em này thì anh coi khoảng độ tầm hai nặng thôi các bác ạ nó không nhẹ đâu à nó không nặng đâu anh coi khoảng độ tầm hai nặng thôi đấy cầm rất là vừa tay luôn các bác chắc Trước này thì nói chung là các bác đeo đi neo trèo cây các bác thoải mái để trong túi quần cũng được tại vì nó nhỏ mà các bác đấy em này thì sẽ có lấy nét đầy đủ cho các bác luôn này chỉnh cận loạn nhá đấy kính của em này thì sẽ có đây kính nó có một số những cái vết xước em này thì nó gần như ở tặng hàng trưng bày thôi đấy nó là hàng kiểu dạng dạng hàng nước ấy đấy cái này thì em săn về được các bác nhé Em săn thấy giá cũng ok mà nét ổn Em đã kiểm định rồi Đây em cho các bác xem luôn về cái chất lượng hình ảnh của em này nhé Em test bằng điện thoại không có zoom bất kỳ một tí nào luôn đấy Đây Em này thì trường nhìn 6,5 độ thì mắt bác nào mà khỏe khỏe một tí Thì các bác nhìn con này thì cũng mà thoải mái rồi Đấy nói chung là em soi cho các bác xem luôn mà à, Ở ống bên em thì nói chung là em đã chỉnh hết rồi đó căn chỉnh cho các bác và kiểm tra đầy đủ kỹ lưỡng chất lượng hình ảnh thì em mới bán ra cho các bác thôi đấy con này thì mức giá là một triệu hai nhá bao ship bảo hành cho các bác là hai năm đấy bác nào quan tâm thì liên hệ cho em luôn đấy bởi vì là em chỉ có một chiếc thôi liên hệ vào việc luôn cho em qua hotline này là không ba bốn bảy tám tám một chín nhá mức giá là một triệu hai trăm nghìn à, penta phiên bản mới ở bên em đấy hàng rất là đẹp các bác nhá Đấy, Penta có logo này, quay đeo đầy đủ cho các bác luôn. Chiếc này nó là hàng nước đấy các bác ạ, hàng nước. Thì chiếc này săn ăn được không? Săn được các bác nhé. Săn được những cái loại ong to thì các bác săn được đấy. Đấy, ong to thì săn thoải mái. Các bác nhìn tổ ong thì có mà xa tít một khơi. Bác nào quan tâm thì liên hệ cho em. À, một mức giá là một triệu hai, bao ship, free ship toàn quốc nhé. Các bác nào ở tỉnh nào em sẽ ship đi. Các bác gửi cho em xin địa chỉ và số điện thoại em sẽ ship đi tận nơi tận nhà cho các bác luôn. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.